Tiểu sử nữ trung tướng công an nhân dân Việt Nam Trần Thị Ngọc Đẹp. Bà Trần Thị Ngọc Đẹp, tên thường gọi là Sáu Đẹp, sinh năm 1960, là nữ trung tướng đầu tiên của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Bà hiện giữ chức vụ Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an. Bà nguyên là Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố Cần Thơ. Bà là người phụ nữ thứ hai thuộc lực lượng công an được phong hàm thiếu tướng sau bà Bùi Tuyết Minh, đồng thời là nữ tướng duy nhất của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy của Việt Nam. Sự nghiệp, bà Trần Thị Ngọc Đẹp, tên thường gọi là Sáu Đẹp, sinh năm 1960 trong một gia đình nghèo đông con ở xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, khi mới 15 tuổi, bà gia nhập lực lượng công an nhân dân Việt Nam làm lính trinh sát. Bà có tiếng là trinh sát giỏi, dũng cảm và mưu lược. Năm 2005, bà là trung tá công an nhân dân, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ. Tháng 8 năm 2005, bà là trưởng ban chuyên án đường dây mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng tại Cần Thơ do Huỳnh Quốc Ngọc, 27 tuổi, ngụ tại đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Đường dây này đã sản xuất số lượng hàng khống trị giá 2.000 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước Việt Nam khoảng 100 tỷ đồng. Bà Trần Thị Ngọc Đẹp từng làm phó giám đốc công an thành phố Cần Thơ hơn 5 năm, phụ trách các đơn vị cảnh sát quản lý nhà nước về trật tự xã hội. Trước đó, bà từng công tác ở 5 đơn vị khác nhau. Cuối năm 2007, khi đang là thượng tá phó giám đốc công an thành phố Cần Thơ, bà là một trong 7 phụ nữ Việt Nam nhận được giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2007 do Diana tài trợ. Bà đã phá được nhiều vụ án về tham nhũng, cụ thể bà đã lập và đấu tranh hiệu quả 36 chuyên án trinh sát, chỉ đạo điều tra 320 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả kém chất lượng. Năm 2007, bà theo học cao học tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 13 tháng 7 năm 2011, Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy thành phố Cần Thơ tuyên bố thành lập với 10 đơn vị, 7 đơn vị cấp thành phố Cần Thơ, 3 đơn vị cấp khu vực, với gần 250 cán bộ chiến sĩ. Bà Trần Thị Ngọc Đẹp lúc này là đại tá, phó giám đốc công an thành phố Cần Thơ, được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy thành phố Cần Thơ vừa được thành lập. Đầu năm 2013, Trần Thị Ngọc Đẹp bảo vệ thành công luận án tiến sĩ luật học tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Tháng 12 năm 2013, bà được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng phong quân hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam. Ngày 29 tháng 11 năm 2017, bà được Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Học viện Cảnh sát Nhân dân xét đạt tiêu chuẩn học vị phó giáo sư ngành khoa học an ninh tội phạm học về điều tra tội phạm, đề nghị chuyển tiếp lên Hội đồng chức danh giáo sư ngành khoa học an ninh xem xét. Tháng 5 năm 2018, bà Trần Thị Ngọc Đẹp là Thiếu tướng, Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an. Tháng 11 năm 2018, bà Trần Thị Ngọc Đẹp là Trung tướng Công an Nhân dân Việt Nam, Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an. Bà là người phụ nữ đầu tiên trong ngành công an được phong quân hàm Trung tướng. Về gia đình, chồng của bà là trưởng phòng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ. Phong tặng, bà Trần Thị Ngọc Đẹp đã giành được Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3, hạng nhì năm 2007-2011, bằng khen của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 6 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 14 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, 2 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua Toàn lực lượng Công an Nhân dân năm 2007-2010, danh hiệu Chiến sĩ thi đua Toàn quốc năm 2011. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn vui vẻ!